Những quán ăn siêu hot mới mở của người nổi tiếng. Hello, cái tình yêu của kem, đổi kêu. Linh là ngày xưa thì chỉ biết chửi thôi, nhưng mà ai cũng rồi cũng sẽ khác, ai cũng rồi cũng sẽ khác. Lần đầu tiên gặp chị Linda, nhân dịp chị mở quán nước và chính thức mê chỉ từ đây luôn. Hello, tay bê nè. Nói mình nếu mà nói về kinh doanh thì chị cũng rất là thích nhiều thứ, mà chỉ để chọn được một thứ thì chị phải chọn quán cà phê. Thứ nhất là nó cũng nhẹ nhàng, nó gần gũi với mọi người hơn. Thứ hai là nhiều khi nhầm người mà người ta thích chị, người ta không biết gặp chị đâu á, ta cũng đến. Cái gì cũng khó, nhưng mà khó nhất là chất lượng nước. Mọi người đều cảm thấy là hài lòng, thì đó là một cái niềm vui lớn nhất á. Ban đầu thì tôi cũng không có mong chờ gì chất lượng nước đâu, nhưng mà hộp gu tu không tưởng luôn, nhất là cái trà Hibiscus cam xả. Tôi gọi là một ly trà sữa kem cheese nướng, một ly me pro đét thơm, thêm ly trà Hibiscus cam xả topping chân châu ô long. Ở đây có mấy cái món ăn vặt lai rai như là bánh que, kem trứng, sốt tiramisu. Trà có vị chua đặc trưng của Hibiscus, thanh thoảng vị trà. Chân châu thì siêu dẻo luôn nha. Ly có này mà chua thêm xíu nữa là 100 điểm liền. Tiếp đến là ly ngon nhất của ngày hôm nay, me pro đét thơm, rất là me luôn, không cần dây giãn đựng đường. Ai thích đá me tuổi thơ thì đây chắc là gu. Trà sữa có cái vị chát của trà nữa, không có bị ngọt gắt và không bị bột sữa. Còn với giá thì chất lượng quá là ổn áp luôn. Nếu mà có một điểm trừ thì chính là cái phần gửi xe 7.000 thôi. Không biết có ai còn nhớ cái giai thoại này không? Chào bạn, bạn có phải là cái người mà đăng cái tết này không? Bây giờ chị rất là dịu nha. Linh là ngày xưa thì chỉ biết chửi thôi, nhưng mà ai cũng rồi cũng sẽ khác. Bây giờ là vui theo kiểu là hơi lố lố chút, nhưng mà nói chung là mang đến cái năng lượng tích cực đi, chứ không có u rũ như ngày xưa. Có phải là của người nổi tiếng hay không thì tôi thấy đây là một quán nước đáng để thử đó mọi người. Bye bye. Quán đồ hàng của Á hậu Thủy Tiên mới mở tại Sài Gòn và xếp hạng xem món nào ngon nhất. Hello, tay bên nè. Dân quán đã lâu mà chưa có dịp lên Đà Lạt, nay mở ngay Sài Gòn. Còn bán mấy cái món đồ hàng nữa chứ. Quán nằm trong một cái khu phức hợp bên quận 2 nha mọi người. Đi vô là nằm ngay mặt tiền. Thật ra là Tiên suy nghĩ cũng nhiều và Tiên đã cùng Tiên đi khảo sát mặt bằng. Và cuối cùng thì cái thời điểm mà mình tìm thấy cái mặt bằng này mình cảm thấy nó phù hợp. Và nó cũng có thể là tạo ra được cái vibe mà Tiên mong muốn, có thể là không giống như trên Đà Lạt 100%, nhưng mà nó cũng sẽ làm cái vibe Korean giống như là Park Chung-hoo đã luôn truyền tải cho mọi người trong suốt cái thời gian này. Tiên có đam mê với kinh doanh tại vì bản thân là gia đình Tiên xuất thân là cũng đã có làm kinh doanh rồi. Không phải là cái câu người nổi tiếng nào cuối cùng kinh doanh, Tiên nghĩ là ai rồi cũng sẽ có một cái hướng đi cho mình. Thì trong trường hợp của Tiên thì Tiên chọn kinh doanh. Tiên cũng đang mong muốn góp ý cho cải thiện với Tiên chuyển sang dùng đồ giấy nhiều hơn. Hiện tại trong cái bịch mà mọi người sẽ cầu em mang về cũng là túi phân hủy nhựa sinh học. Tôi thì cái món ở đây xứng đáng xếp hạng 1 là miếng trộn. Nghe Tiên kể thì món này cũng là cái món drama nhất cái quán luôn. Người khen người chê, người nói mặn người nói nhạt, nhưng mà tôi thấy hôm nay thì ok. Nên nếm vừa miệng, sợi miếng dẻo dai, topping thì siêu nhiều. Hạng 2 là kim bát, topping thì vừa đủ. Cả topping keto nữa nè. Đến là thịt heo sốt chua ngọt, món mới nổi tiếng trong phim Hàn, một phần có 79 cần mà nhiều dữ luôn, mà hơi bị thiếu mì tương đen nha. Khi ăn đồ Hàn thì không thể nào thiếu được gà rán, gà sốt thì hơi đậm với tôi một tí, nhưng mà giòn chấm với là sốt như là mù tạt mật ong. Và ăn cùng với củ cải ngâm chua nữa cũng ổn má. Sau đó thì đá nhẹ miếng chả cá, cơm trộn bánh gạo với chân gà nữa nè. Cơm trộn theo khẩu vị của Tiên á mà ngon thiệt luôn mọi người, một tô là chất lượng thiệt sự. Nên nói quán nổi tiếng lúc nào cũng đắt, nhưng mà không áp dụng với quán này. Nó có mặt bằng quận 2 thì khá là rẻ luôn. Trừ thì chắc là mới mở nên còn hơi ít bàn vì chủ yếu là express mà. Hy vọng là mọi người đến với Park Chung-hoo Cha, kể cả Park Chung-hoo Cha Đà Lạt hay là Park Chung-hoo Cha Express đều sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời và có thể được ăn đồ ăn ngon. Bả là canh kim chi ngon lắm mà lúc tôi ghé hết mất tiêu. Giờ mà sắp tới quán sẽ update thêm món mì lạnh hay là mì tương đen nữa nha. Một quán đồ hàng nên thử đó mọi người. Là chị Trà trong phim Cổng Mặt Trời. Yeah. Và còn đây là anh Vinh trong phim Phía Trước Là Bầu Trời. Hai vợ chồng của chúng tôi là Phía Trước Là Cổng Mặt Trời. Kiểu lạ mồm nghe cũng rất lạ tai, nhưng mà chủ quán thì rất là quen mặt nha. Hello, tay bê nè. Thì sự cũng là lần đầu tiên tôi thử món Hello này mọi luôn. Người, mọi người có nhận ra đây là ai không? Đây là chị Trà trong phim Cổng Mặt Trời. Yeah, Cổng Mặt Trời. Còn đây là anh Vinh trong phim. Ủa anh là anh Vinh đúng không? Anh Vinh trong phim Phía Trước Là Bầu Trời. Hai vợ chồng của chúng tôi là Phía Trước Là Cổng Mặt Trời. Trong bún chèo thì mọi người nhìn qua hình á, mọi người thấy giống gần gần giống như bún thịt nướng, bún chả nướng Hà Nội đó. Mà nó khác một cái là cái miếng thịt nướng nó sẽ to hơn, nó bự hơn bằng cái bàn tay mình này. Cái tô nước chèo, đâu gọi là nước chèo, là nước sốt nó gần đặc đặc xịt xịt như là cháo á, sẽ tưới lên đó và ăn ngập luôn cả rau kèm khế, kèm chuối chát nha. Cái món này đặc biệt nên ăn kèm với chuối chát. Thịt nướng thì có xả rất là thơm và có thêm một chén nước mắm bên cạnh, nếu như ai muốn ăn đậm hơn thì cho một chút nước mắm vào. Đây sẽ á, đậm một phần là 65 cần, có bún, thịt nướng, một tô nước sốt chẻo, một đĩa rau và một chén nước mắm pha. Đặc biệt là thịt nướng siêu to luôn mà cũng siêu dày, thơm mùi xả. Mà ăn món này thì mọi người có bỏ rau cải hoặc là những cái loại rau nào mà ăn được á, hoặc là bỏ thêm chuối chát nha, đặc biệt phải bỏ. Sốt sẽ rất là thơm mùi đậu phộng và béo béo, không mặn cũng không có quá ngọt. Cùng thịt nướng được ướp vừa miệng, thơm mùi xả rất là mềm luôn. Đầu nhìn miếng thịt tôi cũng hơi hoài nghi đó. Thường thịt nướng mà càng to là càng dễ bị khô. Mà muốn đậm đà hơn nữa thì có thể cho thêm phần nước mắm như anh Văn ăn có chỉ tụi tôi nè.
Tô 65 xu ăn hoài mà không thấy hết, quá là nhiều luôn. Trước tiên cảm ơn TV Food hôm nay đã dành thời gian đến Văn Anh và Tú Vi, cũng rất bất ngờ luôn. Mong rằng thương hiệu bún chẻo chắc chắn là còn lại. Lúc đầu mọi người đọc từ bún chửi cơ. Bún chửi chẹo mồm. Bún chèo lạ mồm, mọi người bảo bún chửi lẹo mồm gì hay là bún chèo gì đó. Bún chèo thì bún chảo đấy chứ. Thật sự là may mắn khi mà những người đã ăn rồi thì họ biết cái bún chèo mà họ thích, mà họ cái tần suất họ quay lại rất là nhiều. Và Văn Anh cũng hy vọng rằng đó là cái hiệu ứng mà tất cả mọi người chưa ăn sẽ ăn thì cũng sẽ được cái bách tốt như vị khách đã ăn nói. Và Văn Anh cảm ơn những người đã đến đã ủng hộ, và những người sắp tới sẽ ủng hộ bún chèo nha.